Tối ngày 11 tháng 1, tại ngã tư Tôn Đức Thắng, Ngô Văn Sở, đội cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa bắt quả tang xe khách tuyến Quảng Trị Đà Nẵng vận chuyển gần 1.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu vào địa bàn thành phố. Vào thời điểm trên, Công an quận Liên Chiểu đã dừng kiểm tra xe khách biển kiểm soát 74B00700 do tài xế Nguyễn Thế Cường, 40 tuổi, trú thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị điều khiển. Qua đây, phát hiện thêm trên xe có 3 thùng hàng cạc tông, bên ngoài được ngụy trang là thùng bánh kẹo. Bên trong thực chất chứa 950 bao thuốc lá ngoại nhập lậu của các hãng nước ngoài. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Tài xế Cường khai nhận đã nhận vận chuyển số hàng thuốc lá trên từ một người không rõ lai lịch chuyển vào Đà Nẵng, đến nơi sẽ có người ra nhận và thanh toán. Hiện đội cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ số tang vật vi phạm để xử lý theo quy định.